Thưa quý vị, tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp BKMX mã chứng khoán BCM vừa có biến động lãnh đạo khi công ty miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc đối với ông Cao Văn Chóng kể từ ngày 2 tháng 6 năm 2022 để nhận công tác mới tại sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Chóng mới được bổ nhiệm phó tổng giám đốc kể từ ngày 3 tháng 3 năm 2022 tới nay. Ông Chóng sinh năm 1979, quê ở tỉnh Tiên Giang. Ông từng đảm nhận vai trò tổng giám đốc câu lạc bộ BKMC Bình Dương, tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF, ủy viên ban chấp hành hội khoa học thể dục thể thao Việt Nam và đương nhiệm phó chủ tịch liên đoàn bóng đá Việt Nam. Bà lãnh đạo công ty BKMC IDC cho biết, thời gian qua nhiều nhà đầu tư lớn đã ký hợp đồng với BKMC IDC giúp doanh nghiệp mang lại nguồn thu ổn định.